Thưa quý vị khán giả, trong những ngày gần đây tại huyện Rồng Năng, liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều học sinh tử vong. Đơn cử như hôm 12 tháng 4, ở xã Ea Tân, huyện Rồng Năng, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc hai em gái trong cùng một gia đình trượt chân ngã xuống ao nước gần nhà đã tử vong. Nạn nhân là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và học sinh lớp 3B trường Tiểu học Bế Văn Đàn, hai em là chị em cùng mẹ khác cha. Theo đó, chiều ngày 11 tháng 4, hai chị em đi cắt cỏ tại khu vực ao nước của gia đình. Tại đây không may, người em trượt chân và rơi xuống ao. Thế vậy, người chị lao xuống ao cứu, nhưng không may cả hai chị em đều đuối nước thương tâm. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Tân đã cử lực lượng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, tổ chức mai táng cho hai cháu. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Rồng Năng cũng đã chỉ đạo ban giám hiệu của hai trường nơi hai cháu theo học đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.